Video này sẽ tiết lộ vì sao các thầy bói, thầy đồng, thầy chấm tử vi lại đều có số con dệt, cuộc sống đằng sau không hề viên mãn. Người Việt Nam, chúng ta chắc hẳn ai cũng từng nghe thấy đôi ba câu thơ, câu vè của dân gian chế giễu, mỉa mai các thầy bói, thầy tử vi, thầy xem tướng như, tử vi xem số cho người, số thầy thì để cho ruồi nó bâu, hay, chập chập thôi lại trang trang, con gà sống thiến để riêng cho thầy, đơm xôi thì đơm cho đầy, đơm mà vơi đĩa thì thầy không ưng. Thật ra có rất nhiều thầy giỏi, tuy các thầy không có khả năng giao tiếp với cõi âm, nhưng những thầy đó có khả năng dự đoán và bóc tách cuộc đời vô cùng chính xác tới ngưỡng kinh điển, thông qua các thuật toán tử vi, kinh dịch, mai hoa dịch số, lục thập hoa giáp, vân vân. Nhưng cũng có một đặc điểm kinh dị hơn nữa mà tất cả các thầy giỏi đó đều gặp phải, đó là các thầy đó đều nghèo. Tại sao những người đi làm thầy, xem cho cả thiên hạ, nhưng đời mình thì lại chật vật, đầy khó khăn như vậy? Có những thầy giỏi tới mức họ tính được chính xác từng khung giờ một ai đó sẽ chết, chết trong bối cảnh nào, ngoài trời lúc đó mưa hay nắng, sau khi người đó chết trong gia đình xuất hiện những dấu hiệu gì, nội bộ lục đục chia chác ra sao. Khả năng phát thảo tương lai, dự đoán sinh mệnh chính xác tới mức kinh dị. Câu trả lời của tất cả những người thầy rất giỏi thường là vì các thầy tiết lộ thiên cơ. Câu trả lời này nghe qua thì hợp lý, nhưng không thể đủ sức thuyết phục với những người nghe hiểu có chiều sâu, bởi tiết lộ được ý trời, thiên cơ là những thầy rất giỏi đã đành, nhưng những người không hề giỏi như vậy, có nghĩa phán đoán không sắc nét, có nghĩa là khả năng tiết lộ thiên cơ không lớn, thậm chí là không có, đời vẫn thống khổ chật vật như thường, tại sao lại xảy ra cái sự này? Một câu trả lời xác đáng nhất đó là đời các thầy chật vật cơ cực vì các thầy không hướng chúng sinh tới nhân quả. Đây mới là câu trả lời chính xác nhất. Nếu chúng ta tinh ý nhìn lại, chúng ta sẽ thấy có một câu kinh điển mà bất cứ ai đi xem bói cũng từng hỏi, đó là câu thầy cho con hỏi năm sau sẽ thế nào. Rồi thầy bắt đầu vẽ ra một loạt tình thế bố cục tại mỗi khía cạnh. Nếu thầy phán tốt đẹp chẳng sao, nhưng thầy mà phán năm sau cuộc đời chẳng còn cái bát mẻ mà ăn, thì vừa mất mấy trăm nghìn đặt lễ cho thầy, lại ôm cái uất bi ai vào lòng. Khi tâm trạng tồi tệ, người ta sẽ là điều tồi tệ. Tình trạng này y hệt như việc một anh bạn đẹp trai, tướng mạo tuấn tú, khí thái hào sảng, tới xem thầy hỏi về một cô bạn gái mới quen xinh xắn, gia đình cơ bản, vô cùng hậu đối môn đăng. Nhưng thầy nói, hai người này lấy nhau rơi vào ly tán, tuyệt mệnh. Anh bạn trai kia quá chán nản, biết rằng có yêu đương cũng chẳng tới đâu, nên từ tâm sâu, anh ta chuyển sang tâm hời hợt. Từ tâm hời hợt, thái độ lạnh nhạt bắt đầu xuất hiện. Khi thờ ơ lạnh nhạt bắt đầu xuất hiện, người bạn gái xinh xắn kia đau khổ dằn vặt, càng làm những điều níu kéo tình cảm bao nhiêu, người bạn trai càng sinh hiệu ứng tâm lý ngược, càng chán ngán bấy nhiêu. Người bạn trai kia khi chán ngán mệt mỏi mà bị đeo bám, thì lời từ đau gươm bắt đầu tuôn ra, đâm từng nhát vào mắt, vào não, vào tim người bạn gái kia. Mỗi khi đọc từng tin nhắn, tình yêu ban đầu vốn dĩ rất đẹp, nay đầy chảy ra chóc vầy rỉ máu. Ban đầu đến với nhau đầy năng lượng, về sau thân tàn khí dại, nhìn chẳng nhận ra. Tất cả những hành vi phũ phàng tới mức ác độc đó, cá nhân đầu tiên do ai mà ra? Xin thưa, chính là do ông thầy xem tử vi số mệnh kia mà ra. Xét điều này dưới góc nhìn của Phật Pháp, ông thầy kia phải chịu quả cộng nghiệp với chính hành vi tạo tác mất thiện tính mà người bạn trai kia tạo nên với bạn gái của mình. Mà cuộc đời của một người thầy bói, thầy tướng số, thầy tử vi, họ xem cho vô vàn người khác nhau, trải qua thời gian, tội chồng thêm tội, chính đời người thầy đó phải thọ lãnh quả báo của nhân quả vĩ đại vần vũ vận hành từng tiểu tiết vi tế trong cuộc đời này mà con người không nhận ra. Nếu phát hiện người chồng đang quen đàn bà khác trẻ đẹp hơn bên ngoài, thì không được nói diễn biến sự việc với người vợ, mà phải nói với người vợ nâng cấp ngoại hình đi, thay đổi đầu tóc đi, biến hình nhân dạng đi, thay đổi chiến lược hành xử với chồng đi, bớt vồn vã với chồng hơn, nhưng lại chăm chút tinh tế hơn, phải đánh bẫy tâm lý, phải để chồng nó có cảm giác sẽ mất mình, vì đột nhiên mình đẹp lên, và đột nhiên có vẻ mình có nhiều mối quan hệ bí mật mờ ám hơn. Tâm lý con người là thế này, có đĩa thức ăn không ăn, nhưng có con chó khác tới mon men định ăn vụng đĩa thức ăn của mình, ngay lập tức sẽ gầm gừ và cắn con chó lạ kia tơi tả. Đàn ông là thế, đôi khi bà vợ ở nhà chỉ là cơm nguội khéo cả tháng chả buồn chạm tới người của vợ, nhưng cứ thử,
thấy vợ bỗng đẹp lên, bí mật hơn trong giờ giấc và hành xử, là hực lên, là điên cuồng ghen tuông kiểm soát, nắm đầu đàn ông dễ như ăn kẹo. Vậy mà các bà không hiểu pháp cứ đi tìm thầy bùa, thầy bà, với lời hứa, sẽ làm cho chồng mình ở bên cạnh suốt đời, mặc dù chồng nó đạo mạo kinh tế mạnh như vũ bão, còn mình thì bỉm sữa lúc nào quần áo cũng mùi nước đái của con. Rồi sau đó vin vào lý do, tôi sinh con đẻ cái cho anh, thì làm sao mà đẹp được. Nhưng trong âm phần đó là hiện tượng mất cân bằng âm phúc. Thế đấy, đừng vin vào lý do, đừng tin vào gã chồng nào nói. Em chỉ cần nội trợ lo việc nhà, anh yêu em vì cái nết, cuộc đời này cứ để anh nuôi. Nói đến chuyện tình cảm vợ chồng, chúng ta hãy để ý lại. Có một dấu hiệu xác suất đúng tới 95-97%, đó là tất cả những người thầy đồng có đền có điện tại gia, có thờ cúng tại gia, đều có đời sống vợ chồng vô cùng tồi tệ. Người có chồng bỏ chồng, người có vợ bỏ vợ, rồi tình trạng cặp kè trai gái xảy ra, thậm chí cặp kè giữa thầy và con nhang đệ tử, rồi các bạn đồng trẻ tình duyên lắt lẻo trăm đường. Còn đồng cựu thì sống một mình cô đơn lẻ bóng, chăn đơn gối chiếc, phòng loan chăn gối lạnh lùng, một mình ôm khư khư cung cửa ban bệ đầy tượng, và tự hào về thứ con cha con mẹ phụng sự nhà ngài, cứ sống như vậy đến hết cuộc đời là chuyện bình thường. Có những trường hợp khá hơn một tí, những cặp vợ chồng sống với nhau ôn hòa, nhưng đời sống tình dục vợ chồng lại vô cùng tồi tệ. Rất ít những người xa hầu đồng vì bị phán con cha con mẹ, căn cao quả nặng căn cao, mà đời sống tình duyên của họ được bình thường. Lý do là bởi làm sao? Nguyên do là bởi